chưa mấy về mà kiểu về nó tặng quà thì sao? Sao? Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng có gì. Thôi. Mình đã bảo. Đi vệ sinh đi, xong đi muốn làm mẹ đâu. Không thể mày chết cam gì cơ. Chết cam gì? Chết cam ra nhà mày ghê. Điện thoại mày không chết người mà chết gì? Điện thoại tao có cam thì nó không nhờ mày. Chết gì? Cái gì vậy chứ? Mày cứ trách tầm khoảng không giờ, từ lúc mà khoảng 10 giờ hay là nói chung mày cứ trách tầm khoảng giai đoạn từ 9 giờ đến 10 giờ ấy. Nhưng mà trách mày có hiện tượng gì nên trách mình biết chưa? Mày cứ trách cậu tao xem cái diện lúc ấy nó đi đâu, xem đi về hướng nào hay nó làm gì, mày trách nhau để tao xử con này chậm. Tại sao mẹ tưởng từ hôm qua xong rồi mẹ người vẫn còn này. Chính là đúng không? Lý do tại sao tao bỏ mày chết như đây hả? Mà tao biết phải. Thì hôm qua mày không nghe nó bảo là cái gì bạn thân mới đi bộ đội về đấy à? Nhưng mà đưa hộp gì ấy? Hộp gì thì bây giờ lên mới biết được. Mẹ con chó này mày cũng bị cho biết thế nào không? Không biết như bạn nói đưa quà nào. Lên thì biết. Nhìn gì vậy?
Làm gì? Bỏ ra. Bạn trai nào, bạn trai? Sao mà mày vừa mày xuống kia là ba? Em gặp bạn em. Lại là cái thằng bạn mới đi bộ đội về đúng không? Hả? Thì không nói thì là ai? Đi về là tao bảo chúng mày nhớ ban ngày chúng mày không gặp nhau. Tại sao mà đúng ban đêm chúng mày gặp nhau? Xong rồi cái gì? Vừa đây tao xem hết cam rồi. Tao chết mẹ cam đấy, mày đừng tưởng nhà mày không cam. Mà mày thích làm gì làm. Chứ em có làm gì sai không? Em có làm gì sai đâu. Thế nữa anh bảo em xuống gặp em nói chuyện một tí rồi làm sao? Đúng rồi, tao thấy không gặp mày hôm đấy mày cười mày vui lắm. Ô thì giờ không gặp đâu cười thì khóc à? Đấy này. Hả? Bạn em gì? Cái thằng bộ đội hôm qua gặp đấy. Vâng. Cái lúc ra cười nhe răng à. Chứ kiểu thấy gặp người mà mình cảm giác mình thích hay gì người ta mới như thế thôi, hiểu chưa? Bạn thân thối cấp 3 đúng không? Vâng. Thế bạn thân chẳng nghe gặp, chẳng nghe như lừa đảo à? Nên mình cười chứ. Ê, nhưng mà ngày gì mà nó tặng giày? Đây giày nó tặng hay là giày của ai? Hay quả Noel muộn à? Quả Noel muộn à? Quả không? À, hay là kiểu ngày xưa là trước khi nhập ngũ là mày kiểu nó có hứa hẹn với nhau là chờ nhau nhé, đúng không? Nhưng bây giờ mày về lại quay lại đúng không? Muốn quay lại không? Điên à? Bây giờ tao hỏi mày thích quay lại, tao cho mày quay lại luôn, nhá. Nó đi thuê mày để làm cái kiểu cho mèo này nhá. Bây giờ nó biết mày có vợ có chồng chưa? Nó làm cái này. À? Thế bạn bè tặng quà nhau thì làm sao? Thế tặng thì không biết được mình từ chối à? Mày nhận làm gì? Tao biết chắc chắn là mày biết là nó có chắc chắn nó biết là mày biết cái điều đó đúng không? Nhưng tại sao mày vẫn cố tình gặp nó? Mày biết là nó có tình cảm mày thì mày phải biết mày lé nó luôn đi. Cái thằng này là thằng bạn thân trước mày chẳng kể là nó có tình cảm mày đúng không? Đúng không? Đúng đã. Vâng. Đấy, tao nhìn phát tao biết ngay rồi. Mày cũng tự kể là bạn thân mày đi bộ đội mà thằng đấy trước có tình cảm mày. Thế bây giờ mày về làm gì? Thế bây giờ nó về nó tặng quà thì sao? 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 Anh đã từng cố gắng cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em. Thì phải tao ra ngoài tao xin thương gái nữa, tao sao? Đó. Tao chưa tao bảo tao trước quan hệ bình thường ấy. Sao không? Vẫn mở mồm ra hỏi làm sao này? Mày cũng bị mẹ mày như điên. Mẹ biết là lấy chồng rồi bây giờ. Biết là nó không yêu mày, nó ghét làm gì? Chả phải là ngày gì không sinh nhật mày, không phải sinh nhật. Không phải ngày tình yêu gì cả, kể cả ngày tình yêu tặng là vấn đề. Sinh nhật mày mà nó phải tặng. Nhớ nhau, yêu nhau, muốn để tặng quà để gì như giữ kỷ niệm à? Thế thằng đấy về phép thì hơn thằng quân. À mà về phép chứ giờ này bộ đội đã ra quân đéo đâu. Tao điện thoại. Gì? Làm gì? Đưa cho tao số điện thoại nó. Em không cho, để em làm gì? Anh đánh nó, anh giết nó. Tao gặp nó nói chuyện thôi. Thôi em biết thừa tính anh rồi. Làm sao? Bà thì bẻ tao đéo nó muốn nó nhiều đấy. Bẻ ấy. Thôi em. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng. Cầm cái này gọi đi cho nó. Hoặc là mày mang giả nó cũng được. Mà thôi tốt nhất là bắt giờ mày đây rồi. Không nói nhiều. Còn không ý, mày cầm cái này cút ra ngoài nha. Chứ thích hợp nó vào. Và thì nghỉ nó vào nha. Cút. Đóng cửa. Đóng cửa.